Việt Nam có nhiều cầu thủ nhất trong đội hình tiêu biểu bóng đá nam ASEAN. Trung vệ Tiến Dũng, Văn Thanh và Quang Hải có tên trong danh sách do Forbes Sports Asia lựa chọn. Chuyên gia bóng đá châu Á của tờ Forbes Sports quyết định chỉ lựa chọn các cầu thủ U23 trong danh sách này. Do đó, không có chỗ cho Son Heung-min, Hoàng Ucho, Theofano, Lili Bali hay Nguyễn Văn Quyết. Đứng trong khung gỗ là thủ thành Mohamed Ahamsi của UAE, người đã giúp đội nhà chiến thắng ở loạt luân lưu với Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng. Ahamsi là nhân tố quan trọng giúp UAE giành vị trí thứ 3 dù chỉ thắng một trận trong suốt giải đấu. Đó là chiến thắng 4-1 trước Timor Leste tại vòng 1/8. Tứ kết và trận tranh huy chương đồng, UAE đều thắng luân lưu. Vũ Văn Thanh được lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải nhờ khả năng công thủ toàn diện. Forbes Sports cũng đánh giá hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai là một trong những người duy trì được phong độ từ giải U23 châu Á hồi đầu năm. Bùi Tiến Dũng được đánh giá là hay hơn cả trong ba trung vệ của Việt Nam, giúp đội nhà giữ sạch lưới cho tới trước trận bán kết với Hàn Quốc. Trung vệ còn lại trong đội hình tiêu biểu là Yugo Tatsuta, trụ cột của Nhật Bản. Vị trí hậu vệ trái thuộc về Kim Jin-ja, cầu thủ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công trong đội hình Hàn Quốc. Nguyễn Quang Hải là một trong hai tiền vệ trung tâm trong đội hình 4-2-1-3 của Forbes. Bên cạnh tiền vệ Odilon Samrobiko của Uzbekistan, Quang Hải được mô tả là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đông Nam Á và nhấn mạnh rằng anh đã thi đấu tốt dù đá vị trí trái sở trường. Messi Hàn Quốc Lee Seung-ju được chọn ở vị trí tiền vệ tấn công. Vị trí tiền đạo phải thuộc về Safawi Rashid Malaysia, cầu thủ đã ghi 2 bàn vào lưới Hàn Quốc ở vòng bảng. Yuto Iwasaki, cầu thủ được kỳ vọng là Shinji Okazaki mới của bóng đá Nhật Bản, được chọn ở vị trí tiền đạo trái. Vị trí trung phong thuộc về Yabihinlo Urinboy